Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị dự án có tên là Phantom. Thì đây là dự án mà trong thời gian qua thì các anh chị thấy nó có sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Anh chị có thể vào cái website nó có tên là blockchaincenter.net này nè. Các anh chị search qua trong vòng 30 ngày qua thì các anh chị thấy Phantom nó tăng 123%. Trong vòng 90 ngày qua thì nó tăng trưởng là 437%. Một năm qua thì nó tăng trưởng là 2.641%. Và nếu như so khoảng thời gian là trong vòng 2 năm thì Phantom nó có sự tăng trưởng là 8.470%. Nếu như các anh chị có thể so sánh trong vòng 2 năm qua thì cái nền tảng nào nó tăng trưởng cao nhất thì Phantom nó xếp thứ 3, nó chỉ xếp sau Polygon, Matic và Dogecoin. Thì vì sao mà Phantom này nó có cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ như vậy thì các anh chị có thể, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái Phantom này nó có những cái đặc điểm như thế nào. Thì để tìm hiểu về Phantom, các anh chị có thể vào cái website nó có tên là Phantom Foundation. Thì ở đây á, Phantom họ nêu ra một cái slogan của họ, đó chính là Performance Masters. Có nghĩa là cái vấn đề của họ là họ giải quyết cái vấn đề về hiệu suất các anh chị. Hiệu suất ở đây các anh chị có thể được hiểu là nó có gồm có là nó khắc phục những cái nhược điểm mà của các hệ thống trước nó để lại, ví dụ như là Ethereum. Thì ở đây các anh chị thấy thì Phantom này nó giải quyết các vấn đề, thứ nhất là về tốc độ, thì khả năng xử lý giao dịch của Phantom rất là nhanh, gần như tức thì luôn. Thứ hai vấn đề bảo mật, và thứ ba là vấn đề mở rộng. Đây là ba cái vấn đề mà gần như là nhức nhối của các cái hệ sinh thái trước, ví dụ như là Ethereum họ gặp phải. Và cái vấn đề thứ tư đó chính là cái phí giao dịch. Thì Phantom này nó hội tụ đầy đủ các cái vấn đề đó. Thì ở đây á, là nó nêu ra là cái giao dịch của họ là gần như tức thì luôn. Thì mất khoảng một giây thôi là nó đã xong một cái giao dịch rồi các anh chị. Rồi cái việc bảo mật nó thì vô cùng đơn giản luôn. Họ đi theo cái cơ chế đồng thuận, đó chính là Proof of Stake. Rồi cái vấn đề mở rộng thì Phantom nó có thể mở rộng lên tới hàng ngàn các nớp, thì vẫn không bị ảnh hưởng bởi cái mạng lưới, bởi vì cái mô hình tổ chức của họ đó chính là họ tổ chức theo cái module. Cho nên là mỗi một cái mạng lưới mà được xây dựng trên Phantom nó là một cái blockchain riêng, và nó có các cái cơ chế hoạt động riêng của nó, và nó dễ dàng nó có thể giao tiếp được với các blockchain khác trong mạng lưới cũng như là ngoài mạng lưới thông qua các cái cơ chế blockchain. Ngoài ra thì cái mạng lưới Phantom này á, nó tương thích hoàn toàn với cái máy chủ ảo Ethereum. Chính vì vậy mà các cái DApp ở Ethereum có thể dễ dàng xây dựng ở trên cái mạng lưới của Phantom một cách rất là dễ dàng. Thì cái dự án này á, nó được xây dựng từ năm 2018 là các anh chị, và cái team đội ngũ cái dự án thì các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là một cái dự án đến từ Hàn Quốc cho các anh chị, và dẫn đầu chính là anh CEO có tên là Michael Kong. Thì anh chị có thể tìm hiểu cái Twitter của anh Michael Kong này, ảnh hiện tại có 2.879 người đang follow ảnh. Về cái nền tảng kỹ thuật của Phantom á, thì các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này á, thì Phantom nó đã triển khai một cái mạng mainnet của nó, thì nó có tên là Phantom Omira. Cái Phantom Omira này khi các anh chị có thể cài đặt ở trên cái ví MetaMask á, thì các anh chị sẽ cài theo cái chuẩn của Phantom Omira này. Thì cái Phantom Omira này nó có các cái đặc điểm như thế nào? Thứ nhất á, là cái khả năng á, là nó là một cái blockchain nền tảng, cho nên các cái DApp có thể dễ dàng xây dựng trên cái nền tảng của Phantom Omira. Ngoài ra thì Phantom Omira Mainnet á, thì nó hoàn toàn tương thích với cái máy chủ ảo của Ethereum, và nó hoàn toàn có thể hiểu được cái ngôn ngữ lập trình Solidity, cho nên là các cái DApp của Ethereum có thể dễ dàng họ triển khai cái hợp đồng smart contract của họ và xây dựng các cái DApp họ trên chuỗi của Phantom Omira này. Ngoài ra đó thì cái cơ chế hoạt động của Phantom nó rất là hay, nó chính là nó đi theo cái cơ chế Proof of Stake, nhưng mà nó không có cái leader dẫn đầu. Có nghĩa là sao? Là tất cả những cái validator trong cái mạng lưới này á, thì nó đều ngang cấp với nhau các anh chị. Nó khắc phục được cái nhược điểm của các cái mạng lưới khác. Đó chính là các cái mạng lưới khác á, thì chỉ có một số ít các validator là những người mà thu cái lợi cao nhất trong hệ thống, do là họ có các cái quyền lợi đặc thù. Thì những cái validator xếp sau đó thì cái quyền lợi ít hơn, và có một số các validator thì quyền lợi của họ rất là thấp.
Nhưng mà đối với Phantom thì quyền lợi nó sẽ được ngang nhau, và cái nhiệm vụ công việc là nó được chia đều cho tất cả các validator tham gia trong hệ thống. Rồi cái nền tảng này thì nó giao dịch rất là nhanh, mất khoảng 1 giây thôi, và cái chi phí của nó thì cực kỳ thấp các anh chị. Các anh chị chỉ cần nạp vô một đồng Phantom nó có 1 mấy đô thôi, nhưng mà các anh chị làm phí, các anh chị giao dịch thoải mái nó vẫn không hết. Mỗi cái giao dịch như vậy nó lấy đâu tầm khoảng chưa tới 1 sen các anh chị ạ. Đây là một hệ thống mã nguồn mở các anh chị. Chính vì vậy mà các cái nhà phát triển DApp hoàn toàn có thể dễ dàng xây dựng các cái DApp thông qua cái mã nguồn mở này. Ngoài ra đó thì có một cái thuật ngữ mà các anh chị cần hiểu ở trong Phantom, nó có cái tên là Logisticks. Logisticks các anh chị hiểu nó chính là cái thuật toán về cơ chế đồng thuận của cái cơ chế đồng thuận có tên là ABFT. Cái cơ chế đồng thuận ABFT này nó khắc phục được cái nhược điểm của các cái cơ chế đồng thuận khác, mà ví dụ các anh chị có thể nhìn thấy ở đây nó chính là BFT hoặc là nó là BFT. Thì những cái chuẩn cơ chế đồng thuận này thường nó áp dụng cho các cái mạng lưới là Proof of Work hoặc là Proof of Stake, nhưng mà nó không có các cái leader dẫn đầu của các cái validator. Thì ở đây Phantom nó khắc phục được cái nhược điểm đó. Rồi về cái cơ chế hoạt động của Phantom á, thì họ đi theo á, là một cái module nha các anh chị. Module và các cái mạng lưới mà xây dựng trên Phantom này á, các anh chị hiểu nó là một cái blockchain độc lập. Nó tự xử lý trong nội bộ của nó và nó không ảnh hưởng băng thông đến các cái DApp khác. Rồi ngoài ra thì tất cả các cái DApp đó thì nó có một cái kết nối về cơ chế đồng thuận. Nó sẽ kết nối qua cái Logisticks này. Thì lúc đó là Logisticks này nó đóng vai trò giống như là một cái laser của cái mạng lưới để nó kết nối các cái sổ cái phân tán, thì các cái DApp khác nó sẽ kết nối trực tiếp vào trong cái Logisticks này. Thì các anh chị có thể hiểu nó một cách nôm na như vậy. Và cái ưu điểm của Logisticks này thì các anh chị hiểu rồi, nó có khả năng là xử lý giao dịch rất là nhanh, nó có khả năng mở rộng, rồi nó có khả năng là bảo mật rất là cao. Mà các cái DApp khác khi mà gắn vô cái Logisticks này á, thì họ hưởng luôn tất cả cái đặc quyền đó. Đó chính là khả năng xử lý giao dịch nhanh, khả năng mở rộng và khả năng bảo mật an toàn cao. Rồi các cái mà mạng lưới mà xây dựng trên Phantom thì họ có quyền đó là tạo ra các cái token riêng của họ, và họ tạo ra các cái cơ chế quản trị riêng cho cái đồng token đó. Nhưng mà nó đi theo một cái logic chung của toàn bộ hệ thống Phantom đưa ra. Rồi về cái hệ sinh thái của Phantom thì các anh chị có thể hiểu hiện tại Phantom nó có đầy đủ các cái mảnh ghép để trở thành một cái hệ sinh thái mà đột biến có khả năng tăng trưởng cao. Chính vì vậy mà thời gian qua thì nó tăng trưởng rất là nhanh. Thì các anh chị thấy là một cái mảnh ghép đầu tiên là về stablecoin, thì nó có rất là nhiều cái đồng stablecoin ở đây. Rồi bệ phóng về Landbass nó cũng có rất là nhiều các cái dự án ở đây, data nó cũng có. Rồi privacy nó cũng có, rồi Revenant nó cũng có, và Payment nó cũng có, Oracle có luôn cả Chainlink, rồi Band Protocol, rồi ABI3, rồi Keeper Tree Network cũng có luôn. Rồi về cơ sở hạ tầng thì nó có cả là về có cả về Coty, rồi Fusion, rồi Orion là những cái nền tảng về hạ tầng Layer 1 của hệ sinh thái Phantom. Rồi về mảng NFT thì các anh chị thấy cũng có sự xuất hiện rất là nhiều các cái dự án ở đây, đặc biệt là DeFi thì các anh chị thấy hả, nó tập trung rất là nhiều các cái dự án của mạng lưới Ethereum chuyển sang, ví dụ như là Q, PancakeSwap, AVE, rồi có rất là nhiều ở đây các anh chị. Và như vậy thì làm sao trong một rừng các cái dự án như thế này thì các anh chị có thể tìm ra những dự án nào tốt, những dự án nào không tốt, và những dự án nào nó đã triển khai hay chưa triển khai. Thì trong cái video tiếp theo tôi sẽ khái quát cho các anh chị những cái dự án mà tốt nhất trên nền tảng của Phantom. Thì các anh chị hãy chờ xem video tiếp theo của tôi. Còn bây giờ đó thì các anh chị nào mà có thể tìm hiểu các cái dự án mà xây dựng trên Phantom thì các anh chị tôi sẽ để cái đường link nó có tên là project.phantom.network á, thì các anh chị có thể tìm hiểu. Có hơn 50 cái dự án đang xây dựng trực tiếp ở trên đây. Thì nó có luôn là để thống kê luôn là cái TVL bao nhiêu và cái token nó là nó làm về ngành gì, thì các anh chị có thể vào đây các anh chị tham khảo từ cái trang 1 cho tới rất là nhiều các cái trang ở đây. Rồi ngoài ra thì Phantom này họ có một cái ví nó có tên là Phantom Wallet, thì các anh chị có thể vào đây các anh chị mở một cái ví. Nó có nhiều cái chức năng cũng khá là hay. Đầu tiên thì cái ví này thì dĩ nhiên là các anh chị có thể nhận và chuyển các cái đồng coin trong hệ sinh thái của Phantom.
Rồi ngoài ra nó cho phép các anh chị có thể stacking cái đồng token Phantom của mình vào các cái validator ở đây. Thì các anh chị chứa cái đồng Phantom, các anh chị vào, các anh chị add ở đây thì các anh chị sẽ có thể chọn được các cái validator mà họ liệt kê ở trong đây, và các anh chị chỉ cần chọn select và các anh chị stacking thôi là xong. Rồi ngoài ra thì các anh chị biết rằng là Phantom này họ có triển khai một cái đồng token stablecoin của họ, nó có tên là FUSD. Thì cái FUSD này thì nó được min ra thông qua việc là các anh chị sẽ ủy thác vào đây, thế chấp vào đây một cái đồng, nó là đồng Phantom. Thì cái đồng Phantom này nó cũng có hai loại nha các anh chị. Các anh chị có thể là có cái đồng Phantom gốc, và anh chị có thể wrap lại cái đồng Phantom này, nó có cái chữ VKF ở ngoài trước, để các anh chị có thể sử dụng trong cái hệ thống. Ví dụ như ở đây thì các anh chị thấy để min được một cái đồng FUSD này á, thì đầu tiên á, là các anh chị phải có cái đồng là VKF Phantom nè, cộng với cái đồng S Phantom này. Rồi các anh chị có được hai cái đồng này, các anh chị lock lại, thì các anh chị sẽ được cho phép min ra với một cái tỷ lệ nào đó nhất định, 80-90% gì đó, nó sẽ có cái đồng FUSD này. Các anh chị sử dụng cái đồng FUSD này trong toàn bộ hệ sinh thái của Phantom. Và cái đồng mà thu phí chính nó vẫn là đồng Phantom, là đồng FTM. Thì cái phí ở giao dịch trong hệ sinh thái này nó rất là rẻ. Mà trong cái video trước tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị cái sàn giao dịch phi tập trung là Spirit á. Thì các anh chị có thể xem thêm cái video trước đó tôi đã ra. Rồi ngoài ra thì cái ví này nó giúp cho các anh chị có thể là chúng ta vào đây chúng ta sẽ bỏ phiếu các cái cơ chế mà các cái đề xuất mà hệ thống nó đưa ra. Các anh chị thấy hợp lý thì các anh chị sẽ vote cho nó. Rồi cũng như là các cái hệ sinh thái khác thì các anh chị có thể vào đây chúng ta xem là hiện tại thì Phantom này nó đứng thứ 7 trong cái bảng xếp hạng về total value lock của cái trang DeFi Llama. Thì nó có hơn là 32 cái dự án ở trên đây và tổng cái total value lock của nó là 1,6 tỷ đô. Thì các anh chị hoàn toàn có thể vào cái trang này chúng ta tìm kiếm các cái dự án mà nó đang có cái total value lock ở đây, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu để chọn ra các cái dự án mà mình muốn đầu tư. Thì ở đây tôi mới có review cho các anh chị một cái đồng token trước đó, nó có tên là Spirit Swap này nè. Thì đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung, các anh chị hoàn toàn có thể xem lại cái video trước đó để hiểu thêm về hệ sinh thái nó. Rồi và các anh chị có thể nhìn lên màn hình, đây chính là các cái tổ chức đã tài trợ cho Phantom và đã đi theo Phantom trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Thì các anh chị có thể nhìn thấy có rất là nhiều các cái dự án ở đây, thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm các cái đối tác này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tầm nhìn của Phantom trong tương lai. Đó chính là nó muốn trở thành một cái hệ sinh thái mà nó có khả năng tương thích được với các cái cơ quan giao dịch trên thế giới. Ví dụ như nó có thể tương thích được với các cái mạng lưới PayPal hoặc là Mastercard, Visa, rồi các cái cơ quan chính phủ, rồi các cái trung tâm về bệnh viện, trường đại học các thứ vân vân. Và họ hướng cái tầm nhìn của họ đó chính là tạo ra một cái cơ sở hạ tầng với cái độ tin cậy cao và cho phép giao dịch với cái thời gian thực và chia sẻ các cái dữ liệu thực luôn các anh chị. Và cái tầm nhìn của Phantom này nó rất là xa và nó đều hướng tới cái việc là phục vụ, một cái sản phẩm phục vụ cho cái cuộc sống thực các anh chị. Cho nên là dự án này thì trong tương lai tôi nghĩ nó rất là ok. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần là để thu hút các cái DApp cũng như là các cái user sử dụng trên hệ sinh thái của Phantom. Thì các anh chị thấy Phantom họ có một cái ngân sách rất là lớn, lên tới 370 triệu đô la dành cho các cái chương trình incentive. Những cái DApp mà triển khai trên Phantom cũng được nhận, và những cái dự án trong Phantom này họ cũng có triển khai các cái incentive để thu hút người dùng. Thì các anh chị thấy là một cái lượng tiền lớn như thế này đổ vào hệ sinh thái thì trong thời gian tới thì Phantom này vẫn tiếp tục là một cái dự án tiềm năng và tiếp tục phát triển. Thì so sánh với các cái hệ sinh thái khác mà họ có các chương trình incentive thì các anh chị thấy rồi, thì Celo ở đây là 100 triệu, Terra ở đây là 50 triệu, Alavanche là 180 triệu, rồi Ango là 150 triệu, rồi Harmony là 300 triệu, còn Phantom là 370 triệu, là dẫn đầu luôn các anh chị. Rồi bây giờ cuối cùng thì chúng ta sẽ nói qua cái đồng token của Phantom. Thì cái đồng token của Phantom á, là nó là một cái đồng token có lạm phát này các anh chị. Cái mass supply của nó là 3 tỷ 175 cái ngàn cái đồng token. Thì mỗi một năm như vậy cái đồng này nó sẽ lạm phát là 5%. Thì trong đó là 20% của cái lạm phát này á, thì họ dành cho các cái validator.
Còn phần còn lại họ sẽ dùng làm các cái chương trình incentive cũng như là chương trình thúc đẩy hệ thống của Phantom. Thì các anh chị thấy là mặc dù trong 2 năm qua họ tăng trưởng mấy ngàn phần trăm như vậy, nhưng mà các anh chị thấy phần lớn là nó tăng trưởng vào năm 2021. Và nó có hai đợt tăng trưởng ở đây, các anh chị thấy đợt đầu năm, đợt giữa năm và cho tới cái đợt thời điểm hiện tại, nó tăng lên một cái ATH rất là cao ở trên đây, lên tới là gần 1,7 đô. Thì khoảng một thời gian dài từ năm 2018 mà cho tới năm 20 như này thì các anh chị thấy là nó mất gần 4 năm trời để nó xây dựng các cái hệ thống và cái đồng token này. Thì các anh chị thấy là những người mà tin tưởng cái dự án này dữ lắm thì họ mới đi theo cái dự án này xuyên suốt khoảng thời gian dài như vậy. Tuy nhiên khi mà mọi thứ nó đã triển khai xong hết thì các anh chị thấy nó bùng nổ rất là nhanh. Chính vì vậy đây cũng là bài học cho những cái nhà đầu tư mà chúng ta đánh giá một cái dự án rất là kỹ và chúng ta thấy được cái tầm nhìn của dự án thì chúng ta sẵn sàng đợi nó. Khi mà chúng ta đợi đủ lâu thì cái thành quả của chúng ta rất là xứng đáng nha các anh chị. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng cái đồng Phantom này nó có còn tiếp tục tăng trưởng nữa hay không? Thì cái câu trả lời của tôi là có nha các anh chị. Bởi vì sao? Các anh chị nhìn thấy cái market cap của Phantom này thì hiện tại các anh chị thấy nó đã phân bổ ra 80% cái đồng token này rồi mà cái cap của nó mới có 3 tỷ thôi. Thì các anh chị hoàn toàn có thể so sánh lại với cái cap của các cái dự án khác, ví dụ như Solana thì các anh chị thấy rồi. Cái hệ sinh thái của Solana thì các anh chị thấy nó lên tới 40 tỷ. Rồi các anh chị thấy một cái hệ sinh thái mà cũng triển khai từ năm 2017 đó là Tron á, thì các anh chị thấy hiện tại thì họ cũng 6,5 tỷ rồi. Rồi các cái hệ sinh thái mới nhất mà các anh chị thấy, ví dụ như là chúng ta nói về Near đi, thì các anh chị thấy Near Protocol hiện tại nó cũng đã 3 tỷ 7 rồi, nhưng mà hệ sinh thái của Near thì chưa bằng cái hệ sinh thái của Phantom. Bởi vì Near thì các cái mảnh ghép của nó mặc dù đầy đủ nhưng mà các cái DApp trên đây thì còn rất là thấp. Chính vì vậy mà theo đánh giá của tôi thì trong tương lai tiếp tục Phantom này nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều lần hơn nữa so với cái giá trị hiện tại, thậm chí cái cap của nó, nó có thể lên tầm 10 tỷ, 20 tỷ hoặc là nó sẽ đứng top tầm thứ 50 trong cái bảng xếp hạng của các cái nền tảng blockchain cho đến thời điểm hiện tại. Thì các anh chị có thể đặt một cái tầm nhìn xa hơn về cái dự án của Phantom này để chúng ta có thể hiểu được là dự án này họ có thể làm được những gì. Rồi như vậy thì cái điểm cuối cùng đó chính là những anh chị mà chúng ta thấy cái đồng token Phantom này nó có tiềm năng, chúng ta muốn đầu tư, chúng ta mua thì chúng ta mua ở đâu? Thì ở đây là các cái danh sách, các cái sàn giao dịch mà nó có niêm yết đồng Phantom, thì các anh chị thấy từ Binance tới KuCoin, FTX các thứ đã có niêm yết cái đồng Phantom này hết. Các anh chị hoàn toàn có thể dễ dàng các anh chị mua được cái đồng token này. Các anh chị thân mến, như vậy là buổi chia sẻ về dự án của Phantom đến đây là kết thúc. Các anh chị yêu quý kênh có thể cho chúng tôi một nút like, một nút share và một subscribe để tạo thêm động lực cho tôi có thể ra thêm những cái video nữa, chất lượng nữa phục vụ cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.